Em còn nhớ cái ngày Ma Tài đưa chúng ta vào biệt phủ của hắn không? Lúc đó không chỉ có bốn đứa mình, còn thằng Hậu em trai của em, thằng Tấn con Hồng và những đứa trẻ khác nữa. Tận tụy cho Mã Tài trong suốt ngần ấy năm, cho một gia đình làm quốc quân bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật của cha nuôi, còn bị chôn sống một cách rất tàn nhẫn nữa. Tôi có việc đột xuất á, nên đến hơi trễ. Chắc hai vợ chồng không có giận tôi đâu đúng không? Chị có nghe Vĩnh nói hôm bữa chị có gửi một lẵng hoa và một bó hoa cho em, nhưng mà con bé trợ lý làm em hiểu lầm chị. Chị xin lỗi em nha. Chị với Vĩnh á, rất là trong sáng. Và để che giấu bí mật của mình, Châu Vĩnh đã tìm cách khỏa lấp bằng một bí mật khác. Nhìn gì dữ vậy? Người ta quay phim thôi mà. Vậy chị, Hồng Dung đó là diễn viên của đàn mình hả chị? Cổ là diễn viên tự do, tôi bút tới diễn gia quần chúng thôi. Đón xem những diễn biến gây cấn tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Người Thầm Lặng, 21 giờ các buổi tối thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1.